Em bắt đầu phát rồi nha. Em bắt đầu phát rồi đấy. Mời các anh chị. Vâng ạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi Facebook của mấy anh chị em chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục hành trình kiến tạo tương lai. Buổi hôm nay chúng tôi sẽ đi đến buổi thứ sáu của hành trình này. Và nếu như quý cô chú anh chị mà theo dõi hành trình của chúng tôi, thì quý cô chú anh chị sẽ tìm cho mình một mạch, một dòng tiền chảy mãi không ngừng về sau. Và đây chính là cái con đường, là cái cách đi, là cái lối đi của những cái giới siêu giàu mà chúng tôi đã phát hiện ra và chúng tôi đang chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Và vậy thì trước khi mà sang nội dung chính của buổi live ngày hôm nay, thì Đỗ Xuyên và cùng với tất cả các anh chị ở đây sẽ chia sẻ lại một số những cái kiến thức mà mình đã chia sẻ trong những cái buổi trước để quý cô chú anh chị, những người mà chưa có cơ hội để theo dõi buổi live của chúng tôi buổi trước, thì có thể nắm được cái mạch kiến thức đó để chúng ta tìm ra một cái con đường đi của giới siêu giàu. Vâng ạ, đầu tiên thì xin mời em Đoàn Dung. Em Đoàn Dung chia sẻ một số cái kiến thức, cái bài học mà em Đoàn Dung đã nhận được ở trong những cái buổi live lần trước. Xin mời em Đoàn Dung. Vâng, cảm ơn chị Xuyên đã cho em nên chia sẻ tới tất cả quý cô chú anh chị trước. Và lời đầu tiên cho Đoàn Dung được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô chú anh chị. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị, những ai đã và đang xem live trong buổi tối ngày hôm nay, là có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, cũng như là chúng ta sẽ có một ngày đấy là thật là ý nghĩa khi ngày mai đã là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần, chúng ta sẽ có một ngày trọn vẹn bên gia đình thân yêu của mình, đúng không ạ? Và buổi tối ngày hôm nay thì tất cả các anh chị em trong phòng Zoom lại nên livestream sang buổi ngày thứ sáu để chia sẻ những kiến thức, những thông tin cho toàn thể quý cô chú anh chị. Thì là Zoom cũng xin phép được chia sẻ những bài học trong suốt 5 ngày vừa qua. Đầu tiên là bản thân Dung thì cũng học được, đó là mình đã được xem một video và mình đã được học, đó là gánh nước thì đừng quên đào giếng. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta thì là chúng ta đi kiếm tiền thì không, đừng quên, giống như anh Huy nói rằng là đừng có quên là phải thiết kế cho mình một dòng tiền thụ động để về già của chúng ta có những cái dòng tiền mà không cần phải đi làm nữa, nó cũng chảy về túi của chúng ta, đúng không ạ? Và cái thứ hai đó là chúng ta cần phải phân biệt đâu được là cái điều và mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đặt nó lên hàng đầu, chúng ta hành động và chúng ta quyết liệt để mà trong tương lai chúng ta có những điều mà mình mong muốn, đúng không ạ? Và cái bài học thứ ba mà Dung học được đó là về ba cái dòng tiền F1, dòng tiền F2 và dòng tiền F3. Đấy là một trong những cái trong cuộc đời của chúng ta muốn thiết kế cho mình một cái giếng tiền, đào cho mình một giếng tiền, thì mình cần phải thiết kế cho mình cái dòng tiền F3 này. Và cái thứ tư Dung được học đó là về kim tứ đồ, chính là tấm bản đồ, chính là kim chỉ nam để chỉ cho chúng ta biết ở đâu nhiều tiền nhất, ở đâu có các triệu phú và tỷ phú nhiều nhất và dễ kiếm tiền nhất, thì chúng ta đến đó chúng ta kiếm sẽ một cách dễ dàng hơn. Và cái bài học tiếp theo đó là Dung nhận được bài học tiếp theo đó là trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đó là chúng ta cần phải học cách quản lý chi tiêu cho chính mình. Nếu như chúng ta không quản lý được chi tiêu mà hàng ngày chúng ta đi làm, chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta không quản lý được, thì dù chúng ta có kiếm ra nhiều tiền đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào trở nên giàu có được. Nhưng nếu như cái mức thu nhập của chúng ta cũng không cao, nhưng chúng ta lại biết cách quản lý chi tiêu và những cái đồng quản chúng ta quản lý được, và chúng ta biết nhân nó lên, chúng ta biết tìm việc cho nó, thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ dễ dàng trở nên giàu có và nó cũng sẽ không vất vả sau này cho chúng ta. Đó là những cái bài học Dung nhận được, và Dung cũng xin phép là được chuyển mic cũng như là mời lên đây sự chia sẻ của chị học sinh, đúng không ạ? Mời chị học sinh chia sẻ những kiến thức, những giá trị để đâu đó là Dung có thể là có những cái mà mình chưa kịp nhớ, thì chị học sinh có thể là giúp Dung là củng cố những kiến thức. Dạ vâng ạ. Rồi, rất là cảm ơn Đoàn Dung. À, xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị đang có mặt trong phòng live và chào tất cả các anh chị em đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay của 6 anh chị em. Chúc cho quý cô chú anh chị có một buổi tối sức khỏe, hạnh phúc, đặc biệt là có một ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.
nhưng không quên hãy ở lại buổi live để nhận những cái giá trị tuyệt vời từ 6 anh chị em trong buổi live ngày hôm nay được không? Rất là vui, và ngày hôm nay thì Hồng Sinh lại tiếp tục lên đây để đồng hành với các anh chị, để trao đi những cái giá trị, những cái điều tuyệt vời nhất mà mình học được, mà mình có được trong con người của mình, trong cuộc sống của mình. Vậy thì cái bài học mà Hồng Sinh nhận được cũng đã em Dung cũng vừa chia sẻ với tất cả các anh chị rồi. Thật sự gần 40 cái mùa xuân, Hồng Sinh rất là tâm đắc một điều, đó là gì ạ? Chúng ta dù làm bất kỳ ngành nghề gì, bất kỳ công việc gì, nhưng hãy nhớ một điều là hãy tạo cho mình một cái dòng tiền thu nhập thụ động. Em Dung nói là gánh nước không quên đào giếng, đừng quên đào giếng. Thì Hồng Sinh cũng nói thật luôn là chúng ta dù làm bất kỳ ngành nghề gì, nhưng cũng hãy trích cho mình một cái phần, đó là cái chiếc lọ của quỹ tự do tài chính, để đem đi ưu tiên cho việc đầu tư, để trong tương lai chúng ta sẽ có cái dòng tiền thu nhập thụ động, đúng không ạ? Đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta cần phải biết cách quản lý thời gian của mình. Trong cái câu chuyện đó là chiếc bình cuộc đời, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta hiểu được rằng cái quả bóng gôn của chúng ta nó là cái gì, mục tiêu cuộc sống của chúng ta là cái gì, thì chúng ta sẽ xác định được cái mục tiêu rõ ràng, và chúng ta sẽ làm việc quyết liệt với nó, thì chắc chắn các anh chị sẽ đạt được cái đích đến rất là tuyệt vời. Đặc biệt rằng là cái điều nữa mà Hồng Sinh rất, thực sự Hồng Sinh chỉ tóm tắt những cái điều mà Hồng Sinh yêu tâm đắc thôi, còn thì bài học thì em Dung cũng đã vừa nhắc lại với tất cả các anh chị rồi. Một cái điều nữa mà Hồng Sinh rất rất là yêu và rất là thích các anh chị, đó là cái bí mật của cái siêu giàu, đó chính là cái dòng tiền F3, đó chính là cổ tức, đúng không ạ? Cổ tức hoặc là những cái khoản tiền mà mình cho thuê từ những cái bất động sản. Đấy là những cái điều mà Hồng Sinh mong muốn, và cái kế hoạch tương lai Hồng Sinh cũng đang trên cái đà để hoàn thành thực hiện cái mục tiêu đó của mình. Rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, thì tiếp theo Hồng Sinh xin mời lên đây một người chị cũng rất là xinh đẹp, đúng không anh chị? Chị Ý sẽ lên tiếp tục để chia sẻ cái câu chuyện, những cái bài học của mình tới tất cả các cô chú anh chị. Em xin mời chị Nguyễn Diệu. Em mời chị nha. Cảm ơn em Hồng Sinh. Xin gửi chào đến tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi buổi live của team của nhóm các anh chị em trong câu lạc bộ đọc sách buổi sáng. Thế thì với những cái bài học trong suốt hành trình 6 ngày vừa rồi, thì trong 5 ngày, ngày hôm nay là buổi thứ 6, thì chị cũng nhận được rất nhiều giá trị. Tuy nhiên thì với cái nội dung mà em Dung cũng đã nhắc và em Sinh cũng nhắc, thì chị có thêm một những cái từ khi mình tâm huyết ở trong những cái buổi live trước, đó là cái câu chuyện về sáu lọ tài chính. Với cái dòng tiền mà chúng ta mà đi làm kiếm tiền ở ngoài kia, nên nếu như chúng ta không biết phân chia, không biết phân bổ nó ra theo những, tức là cái kế hoạch ấy, chi tiêu hợp lý, thì rồi chúng ta cũng, người ta nói là kiếm tiền đã khó nhưng giữ tiền thì còn khó hơn, và chúng ta không biết phân bổ thì cuối cùng là chúng ta cũng lại chỉ là người mãi đi gánh nước thôi, không có được cái tạo được cho mình cái giếng tiền. Và từ câu chuyện nọ đến câu chuyện kia, thì mình biết phân bổ tài chính, thế rồi mình gánh nước, mình không quên đào giếng để có thể tạo ra được cái dòng tiền thụ động F3. Đấy. Thế và bản thân thì phải suy nghĩ một đằng nhưng mình cũng phải hành động và phải nghiêm túc thực hiện nó. Còn nếu như mình chỉ là biết đến 6 cái lọ mà mình không thực hiện nghiêm túc thì cũng không thể nào thực hiện được cái kế hoạch của mình được. Thì xin dừng lời để có thể nhường lời cho các cô chú chị khác. Xin hết. Thôi, không cô giáo nào gọi mình lên bảng thì mình xung phong rồi. Rồi xin chào tất cả anh chị em trong phòng Zoom của chúng ta. Xin chào tất cả các cô chú anh chị, các bạn đang xem live ở trên các kênh Facebook phát trực tiếp và chia sẻ. Thì tôi xin bắt đầu cái lời chia sẻ của mình. Vẫn cái câu đó là cho đi là còn mãi, giữ lại là còn nguyên. Đó. Vì vậy là trong những cái mạch tiếp theo, thì nếu các bạn mà xem được từ đầu đến bây giờ thì cũng đã ngộ ra được một số điều. Và từ đây về sau còn nhiều điều nữa. Thực ra trên cuộc này, đời này đúng là như vậy. Các bấm bấm bo bo giữ cho riêng mình là cũng có tội lỗi.
Thế thì Vi xin chia sẻ cái bài học Vi như sau, gọi là nhắc lại ngắn gọn cái phần kiến thức đã đi qua, để nhớ đâu ai đó, những người bạn mới kết bạn Facebook với mình vào đây thì có thể thấy cái việc đầu tiên ấy, đó là đúng là khách rách sách nước ấy, không quên đào giếng. Nước đây là tượng trưng công làm cho tiền chúng ta đang kiếm bằng công sức mồ hôi nước mắt của mình, mà cả nhà mình thấy là đi, đúng là đi làm bây giờ để kiếm ra được đồng tiền cực kỳ là vất vả, thật sự là vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thật sự là như vậy. Thời tiết nóng bức cái này mà đi làm gì cũng mệt, nói chung là lao động chân tay làm gì cũng mệt. Thế thì mình không quên đào giếng, và cái giếng đó đó là nhờ cái sức lực của chúng ta, thì chúng ta tạo ra cho mình một cái nguồn tiền thu nhập thụ động, thì đấy là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng bên cạnh đó thì bất cứ ai cũng không được dạy ở trong trường học. Việc những cuốn sách mà nhóm của Huy ở đây là hiểu ra, vận hành nó, tìm hiểu nó thì xin chia sẻ lại. Thế thì quay lại với tiếp theo là chúng ta nói đến cái kim tứ đồ thu nhập. Đó, thì một trong bốn góc của kim tứ đồ. Góc thứ nhất là chúng ta dùng công sức của mình để lao động, có thể lao động bằng trí óc, có thể lao động chân tay để tạo ra dòng tiền F1. Và nếu những người có năng lực thì người ta tạo ra dòng tiền F2 bằng cách là xây dựng cho mình những cửa hàng riêng, những phòng khám riêng. Đó. Và ở cái góc thứ ba đó là những người rất giỏi trong làm hệ thống hoặc là tạo ra những cái thương hiệu, về nhượng quyền thương hiệu, hoặc là có thể là một chủ doanh nghiệp lớn với số công nhân phải từ 500 người trở lên. Và một điều đặc biệt với cực kỳ tâm huyết và muốn chia sẻ đó là góc kim tứ đồ thứ 4. Cả ba góc thì đều là những người, ai cũng là con người cũng lao động, nhưng góc thứ 4 nhiều người ta rất là khôn, Huy gọi là đấy là khôn, người ta rất là khôn, người ta dùng một số tiền rất nhỏ để người ta tạo ra số tiền rất lớn. Giống như là chúng ta trồng một hạt vừng rất nhỏ thôi, nhưng cái cây vừng của chúng ta chăm lên đấy thì nó được hàng trăm hàng nghìn hạt vừng đấy. Thế vậy là làm thế nào để ta làm được điều đó, làm thế nào để chúng ta có thể từ là người nông dân, ông bác sĩ, anh thợ xây, thầy giáo như Huy, làm được theo cái cách của cái góc kim tứ đồ thứ tư, thì chúng ta luôn nhớ như em dịp vừa nói, sáu lọ tài chính. Thôi thì Huy cứ nói nôm na là cộng trừ nhân chia. Sáu lọ tài chính đó thì Huy không nói nhiều, mà chỉ nói này, cộng ở đây lại là chúng ta dùng công sức của mình cộng tiền lại, dồn nó lại, nhưng phải trừ đi những cái thứ mà ta sinh hoạt hàng ngày, trừ đi tất cả các loại hóa đơn, các loại chi phí, thì ta phải ít nhất dành được 10% để nhân nó lên, như là chúng ta gieo một hạt vừng thành một cây vừng, mà một cây vừng rất nhiều quả vừng, mỗi quả vừng lại rất nhiều hạt vừng đó, nhân nó lên, tức là dùng một số tiền nhỏ nhân nó lên. Và nhân như thế nào, bằng cách nào, thì chắc chắn chuỗi hành trình này nếu các bạn theo dõi từ đầu đến cuối sẽ hiểu rõ và cho mình một cái thứ người ta gọi là bất kỳ ai, tức là có một cái nguồn đầu tư là bất kỳ ai đó, bất kỳ con người nào trên thế giới này cũng có thể tham gia được. Và đấy là câu chuyện tiếp sau. Còn câu chuyện ngày hôm
cái mạch tiền đó. Chúng ta chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch trong tương lai thì chắc chắn là 3 năm, 5 năm nữa chúng ta không cần phải lao động nữa, mà cái khoản tiền nó dồi dào nó chảy về. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tìm được cái mạch tiền như vậy, để chúng ta không phải lao động lại nữa, thì chúng ta cần phải hiểu được, chúng ta cần phải quản lý tốt cái thời gian của mình. Bởi trong cuộc sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta trôi đi rất là nhanh. Nếu như mà chúng ta lãng phí thời gian thì chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào những cái việc vụn vặt, thì chúng ta sẽ không có thời gian để mà đào cho mình cái giếng tiền nữa. Cho nên là bên cạnh cái thời gian chúng ta dành cho cái công việc hiện tại thì chúng ta cần phải dành cái thời gian để chúng ta đi đào cái giếng tiền, dành cái thời gian để chúng ta đi nghiên cứu ở kiến thức thông tin. Bởi vì đào giếng nước là đào bằng chân tay, nhưng đào cái giếng tiền là phải đào bằng trí tuệ, bằng cái khi mà chúng ta đã trực tiếp ta lao động ra thì chúng ta phải tích góp để chúng ta gom, chúng ta mua tài sản. Cái tài sản đó chính là dòng tiền F2, nó giống như con gà, nó phải trên cơ sở của dòng tiền F1 đấy. Ví dụ như là bất động sản này, cổ phần này, coin này, rồi là tiền kỹ thuật số. Nhưng mà những cái tài sản nào nó phải giúp cho chúng ta sinh ra thêm một cái dòng tiền, đấy là dòng tiền F3, phải trên cơ sở sinh ra ở trên cái dạng tài sản. Nếu như chúng ta không mua đúng tài sản thì sẽ không có dòng tiền F3. Vậy thì chúng ta tài sản nào nó có dòng tiền F3 đây? Có cái dòng tiền thụ động, đó là bất động sản và cổ phần doanh nghiệp. Thế nhưng mà bất động sản thì chỉ có 4% thôi, nhưng cổ phần doanh nghiệp thì tới 10%. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải lựa chọn cái kênh đó là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp. Vậy thì để mà lựa chọn và đầu tư cổ phần doanh nghiệp, khi mà chúng ta đã bước chân vào thị trường đầu tư, rõ ràng là nếu như mà cái kênh thứ đầu, cái gấp phần tư thứ nhất tiến dạo thì là chỉ có cho chúng ta dòng tiền trực tiếp thôi. Các phần tư thứ hai của kinh doanh cũng là dòng tiền trực tiếp. Các phần tư thứ ba đó là từ hệ thống. Thực ra là cái dòng tiền thụ động từ hệ thống nó sẽ không thể nào nó bền bằng cái dòng tiền thụ động từ cái việc tài sản đấy. Thế thì cái dòng tiền thứ tư đó, gấp phần tư thứ tư là nó sẽ cho mình cái dòng tiền F3, đó là tài sản. Đầu tư chính là cái nơi mà có nhiều tiền nhất chúng ta kiếm. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta đầu tư? Có phải là chúng ta gom hết tiền của mình đi đầu tư hay không? Không. Mà bí quyết đây là gì ạ? Chúng ta chỉ cần dành 10% cái thu nhập của mình mà trích riêng cho vào cái quỹ tự do tài chính. 55% là cái chi tiêu cơ bản, 10% vào phát triển bản thân, 10% vào tiền tiết kiệm và 10% vào quỹ tự do tài chính. 5% là cái quỹ cho đi. Vậy thì chúng ta không cần phải mất nhiều tiền thì chúng ta mới đầu tư được, chỉ chúng ta cần 10% thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Vậy thì làm thế nào để 10% cái thu nhập của mình để đem đi đầu tư mà nó tạo ra siêu lợi nhuận? Thực ra nếu như chúng ta thu nhập cao mà dạo mà chúng ta không quản lý tốt thời gian, chúng ta không tìm cách nhân lên tiền thì nó cũng không thể nào trở nên giàu có được. Nhưng mà chúng ta thu nhập thấp, chúng ta chỉ cần biết cách nhân tiền thì nó cũng thể tạo cho chúng ta một cái gia tài rất là khổng lồ. Và nội dung ngày hôm nay thì các anh chị em sẽ thảo luận với nhau những cái câu chuyện mà đầu tư siêu lợi nhuận có ở trong lịch sử. Rất nhiều người bảo làm gì có cơ hội nào ngon ăn như vậy, làm gì lại có cái cơ hội nào lợi nhuận lớn như vậy. Nhưng mà nếu như quý cô chú anh chị mà đọc được những cái cuốn sách, chúng ta biết những cái thương vụ đầu tư trong lịch sử, mình không biết, bởi vì rằng là mình nghĩ đó là không cơ hội không dành cho mình, cho nên mình không quan tâm, mình không tìm hiểu. Thực sự là khi mà Đỗ Xuyên bước chân vào thị trường đầu tư thì Đỗ Xuyên mới bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu những cái thương vụ đầu tư trước IPO. Nó tạo ra một cái đòn bẩy lợi nhuận không khủng khiếp, nó tăng trở tới hàng trăm hàng nghìn lần. Vậy những cái thương vụ đầu tư trong lịch sử đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào buổi live ngày hôm nay. Thì đầu tiên xin mời Hồng Sinh. Hồng Sinh có biết cái câu chuyện nào đầu tư trước IPO trong lịch sử mà nó giúp cho chúng ta có siêu lợi nhuận không? Xin mời Hồng Sinh. Anh chị ơi, các anh chị có nhìn thấy em không? Sao em thấy mỗi em, còn chị Sen thì đứng hình, còn vốn anh chị còn lại thì tối om nhỉ?
Trời ơi, anh Facebook ơi, anh mạng ơi. Ok, các anh chị quan trọng, các anh chị nhìn thấy em là được rồi. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị truyền năng lượng cho em để mạng của em nó khỏe với nhá. À, rất là cảm ơn chị Xuyên. Thực sự mà nói là trải qua trong vài năm gần đây, Hồng Sinh trong cái lĩnh vực đầu tư thì với cái sự hiểu biết của mình, Hồng Sinh tìm hiểu thì Hồng Sinh cũng thấy được một số cái doanh nghiệp họ đầu tư cổ phần trước IPO và từ số vốn nhỏ thôi cũng đã đem lại cho họ cái lợi nhuận rất là lớn, đúng không ạ? Có nhiều người không tin, bởi vì sao? Bởi vì là họ chưa biết những cái thứ mà họ chưa biết mà thôi. Những người giàu bởi vì là họ biết những cái thứ mà mình chưa biết. Đấy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái câu chuyện đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO đem lại cái lợi nhuận cho mình lớn như thế nào, đúng không ạ? Và rất là biết ơn cái công nghệ Zoom ngày hôm nay, thì Hồng Sinh cũng muốn lấy luôn cái ví dụ của cái công ty Zoom này. Đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị cũng đã biết tới ông tỷ phú Lý Gia Thành. Và ông Lý Gia Thành, ông ấy cũng nhờ cái thương vụ đó là đầu tư sở hữu cổ phần của doanh nghiệp của công ty Zoom trước IPO. Và sau từ khi ông đầu tư là 40 triệu đô, và sau 7 năm khi tập đoàn cái công ty Zoom này họ IPO thì ngay lập tức tài sản của ông tăng lên rất rất là nhiều lần các anh chị. Tại sao là nó lại tăng lên như vậy? Các anh chị có biết rằng là cái thời gian vừa rồi đại dịch Covid xảy ra, đúng không ạ? Không phải chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, từ các trường học, từ các chính phủ, từ các cấp, rồi các cấp các ngành, tất cả mọi người đều phải sử dụng đến Zoom. Và khi ấy thì tài sản của ông tăng từ 40 triệu đô lên đến 11 tỷ đô các anh chị. Và nếu như chúng ta ngày hôm nay chúng ta lấy cái ví dụ như ngày hôm nay các anh chị đi đầu tư cái tiền Việt Nam 40 triệu Việt Nam đồng mà không phải làm gì cả, để đó sau 7 năm tài sản của các anh chị tăng lên 11 tỷ thì nó phải tuyệt vời hay là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy nên là đây là một trong những cái câu chuyện mà Hồng Sinh thấy rằng nó đáng để chúng ta quan tâm. Và cái câu chuyện thứ hai mà Hồng Sinh cũng muốn chia sẻ với các anh chị, thực sự là những cái câu chuyện và cổ phần doanh nghiệp trước IPO là nó có rất rất nhiều các câu chuyện, những cái thương vụ đầu tư thành công siêu lợi nhuận mà mọi người có thể không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như cái cổ phần của Facebook, đúng không các anh chị? Bao nhiêu các anh chị em đang sử dụng Facebook? Facebook thì chúng ta cũng đang sử dụng Facebook để chúng ta like đây ạ. Thế nhưng có bao nhiêu anh chị đã nắm giữ và sở hữu được cổ phần của Facebook? Hồng Sinh được biết rằng trong đây có 6 anh chị em thì không ai có sở hữu cổ phần Facebook, bởi vì cũng không biết cái thời điểm họ chào bán cổ phần, đúng không ạ? Và khi cổ phần Facebook họ huy động vốn cũng chỉ chưa đến 1.000 đồng. Nhưng anh chị cũng biết rồi, cái thời điểm khi mà IPO là từ huy động vốn chưa đến 1 đô á, IPO lên 38 đô. Và nếu như các anh chị mà sở hữu 1 triệu cổ phần của Facebook thì đến tại thời điểm hiện tại các anh chị đang có 500 triệu đô la Mỹ. Đấy. Thì Hồng Sinh cũng xin phép lấy hai cái câu chuyện, thực sự còn rất rất nhiều các câu chuyện, nhưng mà cũng để phần chia sẻ để dành cho các anh chị. Chúng ta sẽ cùng thảo luận và chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau trong suốt cái vụ hành trình, cái buổi live ngày hôm nay sẽ còn rất rất nhiều cái câu chuyện hay, câu chuyện đáng để đời. Đặc biệt như câu chuyện của ông Lý Gia Thành, ông nói rằng là đây cái thương vụ mà của công nghệ Zoom ấy ăn đứt mấy chục năm bôn ba kinh doanh vất vả của ông đấy các anh chị ạ. Nếu như ngày hôm nay các anh chị mà cũng tìm được một tập đoàn nào đó, một doanh nghiệp nào đó mà các anh chị cũng sở hữu cổ phần ở đấy, thì ông xin tin chắc rằng không đến 7 năm như ông Lý Gia Thành đâu, các anh chị chỉ 3 đến 5 năm nữa các anh chị cũng có khả năng có được chạm được đến cái sự thành công như ông ý. Và xin chúc mừng tất cả các anh chị, những ai theo dõi được hết cái hành trình kiến tạo tương lai của anh chị em đang chia sẻ với các anh chị, thì các anh chị sẽ nhận được những cái điều giá trị đó. Và Hồng Sinh thì mạng không nhìn thấy ai cả, thấy các anh chị đứng hình hết, nhưng Hồng Sinh cũng xin phép được mời tiếp theo câu chuyện của Đoàn Dung. Đoàn Dung đã học được những bài học gì, đã biết tới những cái câu chuyện, những cái thương vụ cổ phần doanh nghiệp trước IPO nào, thì Đoàn Dung có thể chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị. Xin mời Đoàn Dung. Vâng, cảm ơn chị Hồng Sinh rất là nhiều. Và tuy là không nhìn thấy nhau nhưng mà bọn em vẫn nhìn thấy chị Hồng Sinh vẫn đang tươi, vẫn đang cười rất là tươi luôn, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy được là những cái câu chuyện và thương vụ IPO giống như chị Sinh vừa chia sẻ, đúng không ạ? Và gần đây nhất mà các anh chị chắc chắn chúng ta theo dõi hành trình thì chúng ta cũng nghe được về một câu chuyện rất là nổi tiếng, đó là của Apple, đúng không ạ? Cái thương vụ của Apple đấy,
từ từ một cái số vốn nhỏ bỏ ra khoảng 1,5 tỷ thôi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã có ít nhất cái tài sản lãi vốn nó tăng trưởng lên là hơn 5.000 tỷ. Bỏ ra 1,5 tỷ vào năm 1976, đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta đã có một tài sản giá trị lãi vốn lên đến là hơn 5.000 tỷ. Vậy thì nhờ vào sức bật nào mà nó lại tăng trưởng lớn như vậy? Đó chính là về sức bật của IPO, quý cô chú anh chị ạ. Sức bật của IPO đã giúp cho cái tài sản lãi vốn của Apple đã tăng trưởng rất là lớn, đúng không ạ? Và em đoán Dung cũng muốn chia sẻ một số cái thương vụ ở tại Việt Nam mình để cho rất nhiều quý cô chú anh chị chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất và hiện hữu nhất. Đó là vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi VinFast IPO lên sàn Nasdaq của Mỹ. Khi cái tại thời điểm đó là VinFast Dung Chuông Vàng đã giúp cho bác Phạm Nhật Vượng từ 1 triệu phú tỷ phú đứng thứ xếp hạng là hơn 200 triệu phú giàu có nhất ở trên thế giới. Nhưng ngay lập tức sau khi VinFast IPO thôi đã biến cho tài sản của bác Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu có nhất tại Việt Nam mình, và cũng là một trong những người mà xếp top 30 tỷ phú giàu có nhất, và bác Phạm Nhật Vượng thế xếp thứ 16. Vậy thì quý cô chú anh chị thấy được rằng là nếu như chúng ta đi làm công ăn lương, chúng ta chỉ là những giám đốc của doanh nghiệp kinh doanh thôi, thì làm sao chúng ta có một khối tài sản lớn như vậy được? Nhờ vào cái sức bật của IPO của cô chú anh chị ạ. Đó là một trong những cái công cụ của giới siêu giàu, đó là một trong những cái cách mà giúp cho những tỷ phú và triệu phú trở thành những người mà lọt vào top những người giàu có nhất thế giới. Và đấy là Đoàn Dung xin ví dụ cái câu chuyện của VinFast gần đây nhất để cho quý cô chú anh chị chúng ta có thể là nhìn nhận, và chúng ta có thể, bởi vì đâu đó có rất nhiều người biết đến VinFast và biết đến bác Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ? Và cái câu chuyện thứ hai Dung cũng muốn chia sẻ ở đây cũng là doanh nghiệp ở tại Việt Nam mình thôi, đó là FPT. FPT ở Việt Nam mình gần như là chúng ta đang sử dụng mạng của FPT, hay thậm chí có thời điểm chúng ta mua mua những chiếc điện thoại ở trong shop của FPT, có rất nhiều các cửa hàng của FPT, các chuỗi kinh doanh của FPT, nhưng không ai được một đồng cổ tức nào của FPT, đúng không ạ? Và không ai sở hữu được cổ phần của FPT. Vậy thì khi FPT lên sàn cũng đã giúp cho hơn 200 nhân viên của mình ấy cũng trở thành những triệu phú, quý cô chú anh chị ạ. Và đó, khi mà chúng ta nghe thấy những cái câu chuyện nói rằng cứ tưởng tưởng rằng nó là một thứ mơ hồ nào đó, nhưng ta chưa được gặp những con người đấy nên chúng ta nghĩ rằng nó là cái sự ảo tưởng nào đó thôi, nhưng nó hoàn toàn là có thật. Và cái câu chuyện về FPT thì rất là, khi mà đọc cái bài báo thì đấy cũng là một cái sự may mắn của những nhân viên làm tại công ty Việt Nam mình thật đấy, nhưng mà đâu phải ai trong số chúng ta cũng có cổ phần VinFast đâu, đúng không ạ? Khi mà VinFast IPO rồi là lúc đó Đoàn Dung mới biết. Anh Sơn Huy là một những người mà em Dung rất là ngưỡng mộ, kiến thức rất là thâm sâu, rồi Rồi thì thì trí trí tuệ tuệ có có thể thể là là nói nói một năng lần có thể nhớ được gì luôn. Và xin mời anh Sơn Huy lên để giao lưu cùng với tất cả quý cô chú anh chị. Em xin mời anh. cảm ơn Đàn Dung. Thông thường thì là buổi tối thì là không khí nó xuống thấp mà được em thổi phồng anh bay lên cao như kinh khí cầu em rất là vui lên em cũng xin chào cả nhà đó. Thế nên là một cái câu chuyện đúng không? Tức là làm gì thì làm. Nhưng khi đã biết đến những cái kiến thức này của những giới tinh hoa về tiền bạc trên thế giới thì chúng ta phải biết nhân nó lên. Đúng, biết nhân nó lên. Ăn tức là cộng rồi là đi làm. Và cứ nói là vất vả mới kiếm được đồng tiền. Thế cộng nó vào hàng tháng, một vào cái cuối tháng lại trừ đi hết các loại. Mình thôi giữ lấy một ít và dùng cái cách đó là nhân nó lên. Đó, nhân nó lên. 10 hạt vừng sẽ 10 cây vừng và lại nhân tiếp thu hoạch về lại để một nắm vừng nhân nó lên. Và đấy là những câu chuyện bên ơn Hồng Sinh em Dung đã chia sẻ những cái câu chuyện nó rất là thực tế đời thường.
nó chẳng phải là trên mây. Nhiều người bảo là chúng ta ảo tưởng trên mây, chúng ta đang ở mặt đất cơ mà, đúng không? Đó, thì Huy thì lại rất ấn tượng với một câu chuyện thế này. Quanh câu chuyện của Hồng Sinh, của em Dung, thì cái ngày đầu tiên ấy, Huy được học những kiến thức như thế này. Thú thật với cả nhà là Huy đi moi hết, móc hết để xem là có thật hay không. Đấy, Huy học phải nói là này, về kiến thức thì chuyên môn, về một cái kỹ thuật nào đó thì nó không sâu. Đấy, bên nói vào cổ phần chứ bên mua trên sản, vì Huy đã giao dịch trên sản chứng khoán được đâu. Thế nhưng Huy đã tìm kiếm và cho mình một lập luận đúng bằng những con số thực. Thì câu chuyện bắt đầu thế này, nó phải đến mất khoảng một đêm nha bây giờ, là Huy tìm hiểu về cổ phần này, cổ phiếu này, cổ tức này, cổ đông, các loại cổ. Xong người ta mới nói, xong bắt đầu Huy mới vào Google. Và thế thì Huy vào đúng Google, tìm hiểu đúng ông Google. Đấy, vào Google để tìm hiểu về ông Google. Đọc khá nhiều những bài viết về Google vẫn còn trên đó. Và câu chuyện của Google là đúng cái ngày, đúng cái năm Huy bắt đầu đi làm việc, thì cũng là năm Google ra đời, 1998. Thì câu chuyện đó, bây giờ mình bảo biết thế, nếu mà đã như ngày đó Huy vừa được nhà nước cho 500.000, cứ kể câu chuyện của mình một tí thì nhanh rồi. 500.000 mà lương có 472.000 lúc đi làm, thế mà được trợ cấp ban đầu là 500.000 đồng vì mình ở vùng sâu vùng xa. Huy chả biết làm gì, Huy mua một chỉ vàng hết 330.000, còn đâu thì tiêu. Và đến 20 tháng 11, các bạn ngoài sư phạm học ở đấy bán cái chỉ vàng đấy, và cái tháng được tiêu của bạn hết sạch luôn. Vậy 500.000 ngày đó, nếu như bây giờ dưới một đô la, một đô ngày đấy nó chỉ có mười mấy thì thôi, nó không 25, 26.000 như bây giờ, mà cả nhà mình chia hộ Huy cả 500.000 mà chia cho khoảng 3 đến 5.000 đồng, vì Google nó không nói cái giá bán ngày đầu cổ phiếu nào, nhưng mà thường là dưới một đô, dưới một đô đấy. Thì 6 năm sau, nếu như 500.000 đó mà Huy cứ tính là khoảng 15.000 đô rồi đấy, cứ 10.000 đúng không, thì được bao nhiêu cả nhà mình? 500 chia 10 được bao nhiêu? 10.000 là được 10. Đấy, 500.000 được 50. Tôi cứ dẹp là 50. 50 mà đến 2004, Google chào sàn chứng khoán bằng 85 đô ngày đầu tiên. Vậy 85 mà nhân với 50, nhân với 15, ví dụ thời đó. Nhưng một chuyện thật sự là khiến là hơi cuốn hút, đó là sau khoảng 3 đến 4 tháng, cả nhà mình bước vào Google tra lại lịch sử Google và xem cổ phiếu Google lên đến mấy trăm đô, 200 đô, 300 đô, 400 đô, giật hết cả mình. Và có những thời điểm khi mà cổ phiếu của Google chưa chia tách, nó lên đến hơn 1.000 đô la. Còn ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay anh vừa tra xong, giá hiện tại này là hơn 170, lấy tròn 178 đô. Là 178 đô, nếu như Huy có 100.000 cổ phần, thì hiện tại ngay bây giờ mà nó chia tách nhiều lần, tài sản của Huy là 17.800.000 đô. Và nếu như ngày đó 17.800.000 đô, và nhân với 17 triệu đô, 1 triệu đô là 3 tỷ, 10 triệu đô là 25 tỷ, 10 triệu đô là 250 tỷ. Đấy, 250 cộng 120, gần 400 tỷ. Nào, vậy cả nhà thấy con số nó khủng khiếp. Thì đây chính là sau này học tập và tìm hiểu mới thấy được cái giá trị, cái giá trị sức tăng trưởng như chúng ta đã nói ở những phiên live trước. Đó là bất động sản thì nó tăng theo cấp số cộng, còn cổ phần doanh nghiệp nó lại tăng theo cấp số nhân. Và đặc một điều đặc biệt hơn nữa là thông thường người ta khi mà người ta gọi vốn để mua cổ phần, người ta gọi dưới giá trị thực. Đấy, nó gọi là rẻ như bèo, mình cứ nôm na là rẻ như bèo. Nhưng có biết đâu được để mà mua, ai chỉ cho mình mua, và cái ngày đó có biết ấy, thì nói thế thôi, cả nhà mình không đủ điều kiện để mua mặc dù có tiền. Vì bởi vì khi mà đầu tư vào những cái doanh nghiệp và khởi nghiệp ấy, thì là thông thường dành cho những cái người mà có thu nhập, ví dụ ở Mỹ nha,
phải có tổng tài sản 1 triệu đô, đây là Huy nhắc lại, hoặc là thu nhập cá nhân của bạn phải có 200.000 đô một năm, hoặc là hai vợ chồng nhà bạn phải có thu nhập 300.000 đô một năm, người ta mới cho đầu tư. Bởi vì sao? Đầu tư là rủi ro, nếu anh có tí tiền mà anh đi đầu tư rủi thì anh sống bằng kiểu gì? Đấy, tôi hiểu nôm na là như vậy. Nhưng rất may từ 2012, đạo luật Roth ra đời của ông Barack Obama. Đấy, trước khi nghỉ là ông ấy ký một cái đạo luật Roth gọi là gọi vốn cộng đồng. Còn gọi vốn cộng đồng là gì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đó, thì bất kỳ ai, những người dân trên toàn cầu này đều có thể bỏ ra một số tiền rất nhỏ và đầu tư vào những doanh nghiệp thậm chí là lớn như Google, hoặc lớn hơn cả Google, lớn hơn cả Amazon trong tương lai. Thì đấy là cái câu chuyện mà để đội của chúng mình lên đây để biết, để chia sẻ những cái thông tin thực, chứ không phải là lên đây để chia sẻ cái gì, những thông tin rất 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 thực. Và thực thế nào nữa thì xin mời Đỗ Xuyên, em có thể là làm cho tôi thêm cái thực đó để cho cả nhà mình được nghe. Thì xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, và em cảm ơn sự chia sẻ cái câu chuyện của anh Huy, và em cũng rất là muốn biết rằng là chú Tám hay là chị Dịu đã nghe đến cái câu chuyện đầu tư siêu lợi nhuận nào trước khi mà ở trong lịch sử hay không ạ? Thì chị Dịu và chú Tám có thể chia sẻ cái câu chuyện mà mình biết, bởi vì rằng có rất là nhiều câu chuyện ở ngoài kia, nếu như mà chúng ta thấy rằng à có nhiều câu chuyện vậy mà mình có một cái thương vụ mà nó đầu tư trước IPO thì chúng ta cũng có cái lợi nhuận như thế là hết sức bình thường. Vâng ạ, đầu tiên em mời chị Dịu trước. Cảm ơn Đỗ Xuyên. Nghe câu chuyện là IPO của mọi người thì chị thấy là đúng là một cái điều bất ngờ. Thế nhưng mà không phải cơ hội nào đến mà chúng ta cũng nhìn thấy rõ. Đôi khi mà nó rõ, nó phải nói là nó tường tỏ trước mặt mình, nhưng mình vẫn như có một cái thế lực nào đó nó che mắt mà mình vẫn không tin, đúng không ạ? Thế thì Dịu cũng thấy là Dịu rất là ấn tượng với lại cái công nghệ Zalo. Zalo thì đa số chúng ta đều dùng và chúng ta cảm thấy nó có cơ độ an toàn, đúng không ạ? Thế và Zalo thì được thành lập năm 2012, 2019 thì là IPO, cũng phải mất 7 năm. Đấy, 7 năm thì với IPO, thế mà cái lúc gọi vốn chỉ có dưới 1 đô thôi, thế nhưng mà khi lên sàn đã là 8,5 đô rồi. Và theo cái con số thống kê là đến năm 2022 thì nó là 23 đô. Thế là nó chỉ là một cái công nghệ gọi là bây giờ nó cũng cạnh tranh nhiều. Thế nhưng cái con số đấy chúng ta đã thấy là nó đã có cái sự tăng tăng trưởng, đúng không ạ? Đấy. Thế còn nếu như mà với lại Facebook như câu chuyện của các anh chị em vừa nói chuyện, hoặc là Google thì thấy là nó là một cái sự tăng trưởng vượt bậc, nó là cấp số nhân. Cho nên là có câu nói là gì? Không biết, tôi không không giỏi kiếm tiền nhưng mà tôi biết cách nhân tiền, và nhân tiền chính là ở cái lĩnh vực này đây. Mình biết đến đầu tư và đầu tư giá trị, đầu tư cho công nghệ thì chắc chắn là, tức là nó mang lại cái đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội, đi đúng cái xu hướng của thế giới, của xã hội thì chắc chắn là thắng thôi. Đấy. Thế còn tất nhiên là phải có các tiêu chí rồi, thì chúng ta cứ bình tĩnh, sẽ có các tiêu chí để chúng ta tránh mất tiền. Thế nhưng quả thật là những cái thương vụ này thì xét lại nó đều gặp những cái rào cản, thế nhưng mà nó lại rất thành công. Hay là như Grab, đúng không ạ? Grab thì có những câu chuyện đó là đã bị như là bị kiện ở Mỹ hoặc là ở Nga chẳng hạn. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xuống Hà Nội thì giờ một màu xanh của Grab. Đấy. Thế nên là chúng ta hãy phải tìm hiểu nó để chúng ta không bỏ qua một cái cơ hội nào. Vì những cơ hội tốt mà chúng ta vừa nhắc đến xong nó đều đã đi qua rồi. Chúng ta chỉ nhìn lại để thấy được là à, mình phải luôn luôn phải tỏ tường để có thể không bỏ qua cơ hội tốt trong hiện tại và tương lai. Thế ạ. Vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của chị Dị. Chào mừng chú Tám, là chú Tám có biết những cái thương vụ siêu lợi nhuận nào ở trong lịch sử không ạ? Xin chào quý vị và các bạn. Về cái chủ đề của mình ấy là những câu chuyện siêu lợi nhuận trong lịch sử. Đấy, tức là khi IPO ấy, thế nhưng mình thì xin lỗi là mình cũng lại chưa có cái cụ thể, phát ngôn ra sợ lại không chuẩn. Thế nhưng mình chỉ xin tâm sự một chút ấy. Thế thì nó có giá trị ấy. Tức là bây giờ ông gì nhỉ, ông CEO của thằng của ông của hãng Coca-Cola. Ông là như chủ ấy, là chủ ấy, mà ông sản phẩm ông đang phủ kín toàn cầu. Thế mà đương nhiên ông phải có, thì có nhà máy này, có trong công trường, có xí nghiệp, rồi thì có ô tô, có hệ thống nhân lực toàn cầu chứ, không
Thế mà cuối cùng đến cuối năm là ông mới tài kế toán cũng mới trả chuyển về tài khoản của ông được là 16 triệu đô la. Thế nhưng người ông Warren Buffett ông ấy không làm cái gì cả, ông chỉ đầu tư thôi. Xong ông đi du lịch này, ông đi leo núi này, ông đi trượt tuyết này, ông đi đánh gôn, ông đi xong Việt Nam du lịch này. Thế mà cuối cùng cuối năm là ông lại được chia về tới 547 triệu đô la. Ồ, thế một cái ông mà không làm cái gì cả mà để lợi nhuận nó nhiều như thế, một ông thì phải vất vả chăm lo cho cái hệ thống của mình, cho cái tập đoàn của mình suốt ngày ngày nọ qua ngày kia 365 ngày, thế mà để cuối cùng cuối năm ông cũng nhận về được có 16 triệu đô. Thế mà ông kia là ông chẳng phải làm một tí nào cả mà ông lại có được tới 547 triệu đô. Thế thì thấy đây là một cái việc là đầu tư là một cái lợi nhuận, nó siêu lợi nhuận. Đầu tư là cái gì đó nó rất là giá trị. Thế nên là bây giờ người ta kinh doanh bằng trí tuệ, bằng khối óc, nhưng người ta không cần là phải có cơ bắp, không cần phải có cái sức khỏe nhiều. Thế nên là bây giờ quan trọng nhất là trí tuệ. Thế nếu mà ai đó trong quý vị mà cũng lại được biết cái kiến thức này, được biết cái bí mật bí kíp của người người giàu ấy, thì cũng cũng học được, cũng vận dụng được, thì chắc chắn là sẽ có một cuộc sống viên mãn, sẽ đi được trên con đường tự do tài chính, đi được trên con đường tự do về thời gian. Thế nên là qua buổi livestream này cũng có một lời khuyên chân thành với quý vị là cũng dành ít nhiều cái thời gian của mình để đầu tư. Đầu tư thì bí quyết người ta không phải là tất tay như kiểu là đánh bạc đâu. Có người ta chỉ cần bỏ ra 10% cái số tài sản mình có thôi. Đấy, chứ nếu mà cuối cùng là nó rất là giá trị như vậy. Thế nên là muốn là có một đôi lời khuyên với quý vị là cũng nên quan tâm tới cái lĩnh vực đầu tư. Chứ còn là trong xã hội này của mình á, thì cơ bản quý vị vẫn đang đứng ở cái nhóm làm công ăn lương và kinh doanh tự do, thế nên là cái lợi nhuận ấy rất hạn chế. Chính vì thế mà muốn để có cuộc sống được độc lập, tự do về tài chính, tự do về thời gian ấy, thì không có con đường nào khác là con đường đầu tư. Mình không có thể là đầu tư, không không phải là những đầu tư những cái người là giỏi giang được. Thế mình gọi là góp tiền vào với các tập đoàn, với ông chủ để người ta sinh ra lợi nhuận trả cho mình. Cho nên là mình cũng không cần phải mất công mất sức. Cái quan trọng nhất đó là cái tầm nhìn của anh, của người đầu tư đó, nhìn thấy cái tập đoàn ấy, cái giá trị của tập đoàn ấy, cái sản phẩm của tập đoàn đấy, nó có mang lại lợi nhuận hay không, nó có đủ đủ dài, có đủ lớn hay không. Chứ nếu mà anh mà lại không có kiến thức ấy, cũng cứ nghe đầu tư rồi cuối cùng là anh chưa đủ kiến thức mà anh cũng tham gia vào đầu tư ấy, thì nó cũng khác nào như là vứt tiền qua cửa sổ hoặc là thả lợn lên rừng mà đuổi. Cho nên là cũng có lời khuyên quý vị là cũng phải có thời gian, có gì nhỉ, có kiến thức ấy, thì đầu tư mình mới 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 có giá trị được ạ. Xin qua cái trang mạng ngày hôm nay thì cũng xin có lời khuyên như vậy với quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị sẽ tìm được những cái giá trị rất là lớn ở qua buổi riêng của mấy anh em ngày hôm nay. Xin cảm ơn cả nhà mình. Vâng ạ, cháu cảm ơn sự chia sẻ của chú Tám. Thực sự là chú là một cái tấm gương để cho chúng cháu học tập. Đó, chú luôn luôn học hỏi, luôn luôn đi tìm những cái kiến thức, những cái tri thức mới. Và để mà khám phá xem cái bí mật của cái giới siêu giàu ở đây đó là gì. Và vậy thì Đỗ Xuyên xin tổng hợp một số cái câu chuyện. Mà thực ra này không phải là cái câu chuyện này là ở trên báo chí. Đúng là chúng ta cũng là đọc báo. Nhưng mà chúng ta cần phải biết chắt lọc những cái bài báo nào mà nó giúp mình làm giàu. Còn những bài báo mà nó làm mất đi cơ hội của mình thì mình cũng cần phải phải xem xét. Cho nên là chúng ta cần phải có những cái sự nhìn nhận đánh giá cũng là khi chúng ta đi đọc báo đúng không ạ? Thì đầu tiên mà Đỗ Xuyên biết được cái câu chuyện đó là cái anh Smith này. Đấy, cái anh Smith này anh ấy đã đầu tư vào trở thành triệu phú nhờ hâm mộ Elon Musk và Tesla. À, Tesla thì đang là một trong những cái tập đoàn mà đến cái thời điểm năm 2021 Tesla đã là một trong 10 tập đoàn
có vốn hóa lớn nhất ở trên thế giới. Tesla là một hãng ô tô điện. Mà ban đầu thì sao? Người ta cũng coi đó là một cái ô tô đồ chơi thôi. Và Tesla cũng trải qua những cái thời kỳ rất là khó khăn. Khi mà thua lỗ triền miên và có tới 7 quý là tăng trưởng âm. Nhưng mà dạo vì là Tesla đi đúng cái xu thế của thời đại. Và cuối cùng thì Tesla vẫn vươn lên và trở thành top một trong những cái tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Và cái anh Smith này là gì? Nhiều người trở thành triệu phú Tesla nhờ hâm mộ Elon Musk và mua sớm cổ phiếu Tesla. Mã được thêm vào ngày anh Brandon Smith này 32 tuổi làm nghề sản xuất video. Tức là anh ấy làm nghề rất là bình thường như bao người khác đúng không ạ? Không sở hữu một chiếc xe điện Tesla nào, thậm chí trên thị trấn nhỏ phía nam bang Mỹ nơi anh sống, việc nhìn thấy một chiếc ô tô điện Tesla cũng rất là hiếm. Đó, vậy mà anh này anh đã dám đầu tư và cuối tháng 6 năm 27 Smith đã quyết định đổ 10.000 đô tiền tiết kiệm vào cổ phiếu Tesla mới năm 2017 thôi. Đấy. Và mỗi lần lĩnh lương Smith đã thanh toán theo hóa đơn, sau đó dồn phần còn lại để mua cổ phiếu Tesla. Tổng cộng anh mua khoảng 90.000 đô cổ phiếu Tesla, một mã đầy biến động. Thực sự là nếu như không có tầm nhìn với một cái mã cổ phiếu mà nó biến động như thế này thì ít người dám có thể nắm giữ. Nhưng cái anh này anh ấy vẫn nắm giữ, anh ấy hâm mộ Elon Musk và hâm mộ Tesla. Cái số tiền 90.000 đô thì nếu mà quy đổi ra tiền Việt thì bao nhiêu? Khoảng là chỉ có khoảng là 2 tỷ thôi. Nhưng mà cả nhà nhìn nhá. Đấy, hiện tại lương của anh thì không được 6 chữ số mà cũng không hiểu về hợp đồng tuyển chọn. Và anh cũng là lần đầu tiên anh mua và anh nắm giữ toàn thời gian. Đấy. Thế thì từ cái 90.000 đô này đã giúp anh có hơn 1 triệu đô. Có nghĩa là sao? Từ 2 tỷ mà nó lên tới 20, nếu tính theo cái giá đô hiện tại thì từ 2 tỷ nó lên tới 26 tỷ. Mã này tăng gần 731%. Có nghĩa rằng nếu như mà bất động sản không làm được điều này, nhưng mà khi mà nó giữ cổ phần của một cái công ty tiềm năng như vậy thì nó có tăng trưởng rất là khủng khiếp. Và tiếp theo đó là cái câu chuyện thứ hai, đó là gì ạ? Thực ra là nếu như trước đây mà chúng ta không quan tâm, không nghĩ mình có cơ hội trở thành triệu phú thì chắc chắn rằng là mình chẳng bao giờ mình đọc những bài báo viết về triệu phú cả. Đấy, chỉ có những cái người nào vào rất là khát khao để trở thành triệu phú, những cái người nào có khát khao làm giàu thì họ mới đi tìm kiếm những cái thông tin và làm thế nào để trở thành triệu phú. Ở đây là một cái ví dụ nữa, đó là khởi nghiệp Microsoft lên sàn chứng khoán, 4 người lập tức trở thành tỷ phú và 12.000 nhân viên của hãng trở thành triệu phú. Thực ra là trước đây mà nắm giữ cổ phiếu cổ phần của những cái công ty giai đoạn sớm chỉ dành cho nhân viên hoặc là anh em thôi. Thế nên là chúng ta mà để mà bảo rằng là nắm giữ cổ phần của một công ty nào đó gần như là chúng ta không có cơ hội. Đấy. Cổ phiếu của Apple niêm yết hơn 300 người lập tức trở thành triệu phú. Sau phiên IPO, cổ phiếu Google số người trở thành tỷ phú được tiết lộ, nhưng trên không được tiết lộ, nhưng trên 900 nhân viên đã trở thành triệu phú. Có nghĩa là cái số lượng người trở thành triệu phú rất là nhiều khi mình nắm giữ cổ phần của những cái tập đoàn tiềm năng. Bởi vì chúng ta không có cơ hội và chúng ta không biết, cho nên là chúng ta không ngờ rằng có một cái cách kiếm tiền nó siêu lợi nhuận, nó khủng khiếp như vậy, đúng không ạ? Đó, hay là Alibaba cũng thế này. Và một cái điều nữa, ở ngay Việt Nam thôi, rất là gần đây. Choáng ngợp với nhân viên vệ sinh môi trường cũng có 35 tỷ đồng và kỹ sư sở hữu tới 100 tỷ đồng. Bình thường nếu mà nhân viên vệ sinh môi trường để có được cái số tiền như vậy là không có, đúng không ạ? Nó không thể nào có được. Làm công ăn lương đâu đó thì vài triệu một tháng. Nhưng mà nếu như họ có cái cơ hội nắm giữ cổ phiếu hóa chất Đức Giang thì họ có khối hàng chục tỷ trên tay. Đấy. Và một cái câu chuyện nữa là gì ạ? Hay là cái cô một cái thương vụ như nãy Hồng Sinh cũng đã đề cập đến ở đây. Hồng Sinh đã đề cập đến đây là đó gì ạ? Cái cô, cái ông Lý Gia Thành đầu tư 40 triệu đô thành 11 tỷ đô, 7 năm đầu tư vào Zoom, ăn đứt mấy chục năm buôn ba kinh doanh của tỷ phú Lý Gia Thành. Thì điều này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa rằng cái tốc độ kiếm tiền từ đầu tư nó nhanh hơn tốc độ kiếm tiền từ kinh doanh rất là nhiều. Năm 2020 khi mà chúng ta không gặp được nhau trực tiếp bởi vì dịch Covid và lúc đó ứng dụng Zoom thì người ta mới biết đến giá trị. Nhưng mà ông tỷ phú Lý Gia Thành ông ấy đầu tư 7 năm trước, tức là 2013 cơ, khi mà người ta chưa biết đến Zoom. Nếu như chúng ta có một cái cơ hội nào đó
mà khi mọi người chưa biết mà chúng ta đã biết thông tin chúng ta đầu tư rồi thì chắc chắn sau này cái số tiền mà chúng ta đòn bẩy lên nó có không kém gì cái phần mềm Zoom đúng không ạ? Hay là một cái câu chuyện của Xiaomi, một cái câu chuyện siêu lợi nhuận nữa đó là gì ạ? Đó là cái cô lễ tân này, cô ấy từ 31.000 đô mà trở thành 8 triệu đô sau 8 năm. Tận 8 năm để mà kiên trì 8 năm thì chắc rằng là sẽ có ít người để có thể kiên trì. Nhưng cái cô Tông Nguyên Hồng này khi mà công ty gặp khó khăn, cô đã gom hết của hồi môn của mình để ủng hộ công ty. Khi công ty niêm yết lên sàn, 31.000 đô của cô khoảng 800 triệu, trở thành 8 triệu đô sau 8 năm, khoảng hơn 200 tỷ sau 8 năm. Đấy, có rất là nhiều những cái thương vụ như vậy. Và một cái câu chuyện nữa, Đỗ Xuyên xin mời cả nhà xem cái video này. Và qua cái video này thì cả nhà hãy theo dõi xem là mình sẽ học được những cái bài học gì qua cái video của cái cô Tông Ngân Hồng này. Đấy, cả nhà hãy theo dõi kỹ và phát hiện ra cho mình cái bài học gì, những từ cái gì ở trong cái video này để chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận. Người phụ nữ trong bức hình với sắc ma là Tông Quan Hồng. Khi bước chân vào đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, Tông Quan Hồng đã 30 tuổi, không có chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Cô nộp hồ sơ vào vị trí trợ lý hành chính nhưng bị từ chối tại cuộc phỏng vấn đầu tiên. Nhưng Tông Quan Hồng không bỏ cuộc, tiếp tục thử lại và được sắp xếp làm việc tại quầy lễ tân. Tuy nhiên, do không quen công việc và xung đột với một đồng nghiệp, cô từng có ý định xin nghỉ việc sau một tuần, nhưng rồi cô ấy vẫn ở lại. Khi Jack Ma đang phân bổ cổ phiếu công ty, ông đã đưa cho Tông Quan Hồng 0,2% cổ phần và nói rằng nó sẽ có giá trị 100 triệu nhân dân tệ khi Alibaba công khai đi vào thị trường. Jack Ma khuyên cô ta nên gắn bó với công ty, không chuyển sang các công ty khác và cô ta sẽ có được 100 triệu nhân dân tệ. Tông Quan Hồng đã chờ đợi nhiều năm sau, nhưng Alibaba vẫn chưa được công khai. Năm 2004, cô ấy hỏi Jack Ma khi nào Alibaba sẽ ra mắt công chúng. Jack Ma nói sẽ sớm thôi. Đến năm 2006, cô hỏi lại một lần nữa và Jack Ma cũng nói sẽ sớm thôi. Nhiều năm tiếp theo, cô vẫn chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra và nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có được 100 triệu tệ như lời Jack Ma đã nói. Tuy nhiên, cô ấy vẫn kiên trì ở lại làm tốt công việc của mình và từng bước thăng tiến. 9 năm ra mắt công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Alibaba được định giá 245,7 tỷ nhân dân tệ. Tông Quan Hồng, cựu nhân viên lễ tân hiện là phó chủ tịch của Alibaba, đã trở thành triệu phú từ một nhân viên lễ tân với trị giá tài sản 320 triệu tệ. Bạn có thể ở trong một công ty trong 14 năm khi người sáng lập vẫn chiến đấu không mệt mỏi. Bạn là ai để phàn nàn với tư cách là người theo dõi? Có phải 99,9% đã bỏ cuộc trong suốt cuộc đua? Đừng bao giờ háo hức với những lợi ích nhanh chóng. Hãy tin tưởng, kiên trì và cống hiến hết sức mình, rồi thành quả cũng sẽ đến. Đó chính là câu chuyện của Tông Quan Hồng, một trong năm người phụ nữ quyền lực đứng sau Jack Ma và được ví là nữ hoàng ngành vận tải Trung Quốc khi điều hành mạng lưới logistics rộng lớn cho Alibaba và nhiều hãng khác. Năm 2015, Tông Quan Hồng được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch của Cainiao.com, bộ phận quản lý mạng logistics CNS do Alibaba thành lập năm 2013. Năm 2017, Tông Quan Hồng từng được tạp chí Forbes bình chọn là 25 nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu đang thay đổi nhiều ngành nghề và cả cuộc sống trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, Tông từng nói rằng mình là người ngu ngốc, ngây thơ, cứng đầu và kiên trì. Và tất cả nhân viên làm việc tại Alibaba, kể cả Jack Ma cũng nhận ra. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và chúng ta sẽ có những cái chắc chắn là một video thôi nhưng mà chắc chắn là mỗi người sẽ có những cái bài học cho bản thân mình qua cái video này. Đầu tiên cháu mời chú Tám, chú Tám có bài học gì qua cái video này ạ? Xin chào các bạn, chào quý vị. Qua video ấy thì tôi cũng thấy là cái đầu tiên nhất ấy là cái cô này nó phải tin tưởng vào cái dự án này đấy. Đầu tiên nhất là phải tin tưởng, cái sau đó là phải kiên trì, bởi vì là rất nhiều năm nên hỏi lãnh đạo chủ tịch tập đoàn tôi vẫn không thấy gì cả, hỏi rất nhiều lần rồi mà vẫn không thấy có một cái bờ bến gì cả, không nhìn thấy mốc gì cả. Thế nếu mà ta không có cái lòng kiên trì, không có sự quyết tâm, không có cái tầm nhìn ấy, thì chắc chắn ta sẽ bỏ cuộc. Cho nên là ở đây bài học qua cái video này ấy, là anh phải kiên trì, anh phải không bỏ cuộc. Và tất nhiên là anh đầu tiên nhất anh phải nhìn ra cái giá trị của nó, cái tầm nhìn ấy. Anh phải thấy là cái giá trị của nó như thế nào. Khi anh nhận thức được rồi ấy, thì anh củng cố cái lòng tin và cương quyết không bỏ cuộc, sẽ đi đến đến cùng thì mọi việc nó mới thành công được. Còn nếu một cái dự án rất tốt
nhưng mà anh lại đến giữa trường anh có lao đúng thì việc đấy chắc chắn là sẽ không bao giờ thành đạt được. Thế nên là cái bài học qua đây thì thấy là rất là đáng quan tâm. Cái ứng với lại USD của chúng ta cũng vậy thôi. Nên nếu mà bây giờ là khi mà ai đó mà đã nhìn nhận ra vấn đề rồi thì chắc chắn là không thể là sẽ đem lại giá trị cho chúng ta. Thế nên là hôm nay thì là qua cái bài học này á, thì tôi thấy là cái việc kiên trì rất cần thiết, rất quan trọng. Thế và làm bất kể một việc gì chứ không cứ là cái cô ở trong trong video. Thế xin mong là mọi người bất kể ai cũng trong cuộc sống đời thường là khi đã nhận định được cái con đường đi của mình thì sẽ đi đến cùng, thì chắc chắn là sẽ gặp được những cái quả ngon, quả ngọt, những cái hoa trái tốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe. Dạ vâng ạ, cháu chúc mừng chú Tám đã nhận được những cái bài học rất là giá trị. Em mời chị Dịu, là chị Dịu có bài học gì qua cái phần đó ạ? Cảm ơn Đỗ Xuyên với cái video rất là ấn tượng. Xem đi xem lại mình vẫn thấy là nó thật là bất ngờ. Đấy, nhưng cái điều mình rút ra đó là gì? Khi đầu tư cần phải có cái sự kiên trì, sẽ sớm thôi. Mình xác định là đầu tư giá trị thì cần phải có thời gian. Thời gian thì tất cả những cái thương vụ đầu tư bạc tỷ nó đều phải có thời gian ít nhất từ 5 trở nên 5 năm, 7 năm, thậm chí 11, 12 năm đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cũng xác định là không có nóng vội, không phải vì những cái mà đòi ăn ngay hay là sáng gieo chiều gặt để chúng ta dễ bị rơi vào cái cạm bẫy, những cái cạm bẫy mất tiền ngoài kia. Mà khi chúng ta xác định đầu tư giá trị thì mình cần có thời gian chờ đợi. Và cái thương vụ của cái cô Tông Nguyên Hông gì đó thì đấy, cô đã chờ đợi, đã kiên trì và được hưởng cái trái ngọt. Cho nên là trồng cái cây sồi thì phải có cái thời gian và chúng ta sẽ được hưởng cái bóng mát, như là chúng ta gieo một cái, hay là như trồng cái cây hành, như Đỗ Xuyên đã từng lấy những cái ví dụ đấy cũng nhỉ. Là mình cần phải có xác định rõ ràng, không phải nóng vội, không phải sốt ruột. Xin hết ạ. Cảm ơn ạ, cảm ơn chị Dị. Mời Hồng Sinh. Hồng Sinh có phát hiện ra cái bài học gì cho mình qua cái video này không? Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của anh Tám, em Dịu và Hồng Sinh. Không biết là mình bảo là mình dạy sinh, nhưng mà mình thì cũng đúng thật, văn thì dốt. Tại sao cái này mà lại cho mình nhiều bài học thế? Video ngắn. Cái bài học đầu tiên ở đây á, là Huy thấy này này. Thứ nhất là ai là người khuyến cáo cô này thì đó là cái ông Jack Ma. Thế thì ông Jack Ma thì là nếu mà lịch sử Jack Ma thì cả nhà mình có thể tìm hiểu. Còn đây là Huy đang tập trung chia sẻ cái video này mình học được cái gì. Đấy. Nhưng mà tại sao là ông cũng nhỏ bé thế như thế mà ông nói thế nào mà cái cô này thì cô ấy tin. Đấy. Thì chứng tỏ là cô này có một cái trực giác nào đó với ông Jack Ma. Mặc dù thực ra là tỷ phú Jack Ma không có đẹp trai như Huy đâu. Đấy. Nhưng mà tỷ phú Jack Ma thì lại rất là giỏi. Đấy, ông giỏi môn tiếng Anh nhưng ông giỏi cái là ông có một cái nghĩ rằng là người ta làm được thì ông ấy làm được. Tức là ông sang Mỹ để ông tìm hiểu về cái vấn đề này, ông về ông thành lập cái tập đoàn Alibaba này, bây giờ tập đoàn của ngày xưa thì bảo cái thằng nhạy danh nhưng mày biết cái gì mà mày làm cái này, mày bỏ ngay cái ước mơ đi. Thế mà ông về ông nói cái cô này không biết là cô thế nào cô lại tin. Thì đấy là niềm tin, ông có một trực giác tin vào cái ngài chủ tịch này. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà ông ấy chưa thành công
cô đã góp vốn rồi, cô đi hỏi chủ tịch rồi, bao giờ thì IPO? Sớm thôi, 2006, 2004 hỏi, 2006, 2005 lại hỏi, hỏi chán nó chẳng muốn hỏi. Nhưng mà tại sao cô lại lại đi bán nốt cả những đồ trang sức của mình ấy để góp vốn vào tập đoàn? Không phải ai cũng dám. Kể cả cái nó thật là một cái người nông dân bình thường như bố mẹ nhà Huy chẳng hạn, chuyên là nông nghiệp, nghĩ là trong không trong két thì két chẳng có, trong tủ hoặc trên tay kiểu gì chẳng có một hai chỉ vàng, đúng không cả nhà mình? Thế nếu mà như mà cái gì mình phân tích qua những cái thương vụ trước ấy, một hai chỉ vàng bây giờ mà ném ra, và nếu như và giả sử ngày xưa mà ném là Alibaba thì bị ngon quá, đúng không? Nó đẻ ra bao nhiêu chỉ, bao nhiêu cây chứ không phải bao nhiêu chỉ nữa. Đó. Vậy cái bài học tiếp theo là cô này là một vị chủ tịch rất cứng đầu, tiên phong, nhất quyết phải làm được. Và bây giờ đã có thành quả. Thứ hai là cô này có một sự tin tưởng rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ rằng là, đây là mình nghĩ thôi, cô phải có một cái trực giác nào đó, một cái tư duy nào đó, để cô có thể là bán cả những cái hồi môn đi, chưa thành công bán hồi môn đi. Thế nhưng mà có một cái điều bài nữa, đó là có một con số là 99% sẽ bỏ cuộc. Đấy, 99% sẽ bỏ cuộc. Thế mà tại sao cô này ở lại? Thì đúng rồi, người ta nói là đa số là khi mà không nhìn thấy cái trước mắt, chờ đợi một chút là người ta bỏ cuộc. Và có một cái ý nữa là cứ đứng ngoài nhìn vào và phán xét thì chắc chắn là bạn sẽ không nhảy vào cuộc, bạn sẽ không thành công. Đấy, đấy là có cái gì, cái đừng cái phán xét đại loại như thế. Nên vậy là một cái câu chuyện nữa, đó là vậy ai có thể trao cho bạn một cái cơ hội như Jack Ma trao cho cô Hồng Hồng ấy, đúng không? Cô Tổng Hồng đi đấy. Đấy, ai là người trao cho bạn, đúng không? Vậy thời đại công nghệ thông tin, thông tin chính là tiền, thông tin chính là tiền, thông tin có thể được tiền và thông tin có thể mất tiền. Đó. Và một câu cuối cùng Huy muốn chia sẻ ở đây ấy. Người ta nói là trẻ trồng na, già trồng chuối. Ý muốn nói là na thì nó lâu ăn và chuối thì nó nhanh ăn. Chuối như bố Huy nói là ví dụ con muốn mà kinh nghiệm trồng chuối là muốn chuối để thờ Tết ấy, thì phải trồng từ tháng 7 tháng 5, trong tháng 7 tháng 5 nó ra buồng, sau đến tháng 12 là nó chín. Nhưng mà với quan điểm của Huy ấy, phải vừa trồng na vừa trồng chuối. Đấy, ví dụ bây giờ trên Huy ở vùng sông xa, bà con ấy trồng mới trồng bồ đề 5 năm mới được thu, thì trước khi mà bồ đề nó khép tán, người ta phải trồng sắn, trồng khoai, trồng ngô đến người ta ăn. Nên là chúng ta phải trồng cả na cả chuối. Vậy chuối là gì? Chuối là những cái thứ mà chúng ta đi kiếm đồng lương hàng ngày này này, ta để ta sinh hoạt, nhưng mà ta phải tiết kiệm một tí vào để gieo cái hạt giống, gọi là cái hạt giống, như mà cái hạt giống mà chúng ta đang nói chuyện với nhau này, phải biến cái hạt giống đó thành những cái vườn na, hoặc là như em dự nó. À, Đỗ Xuyên xin lấy một chút nữa, đó là dạy cái ví dụ về chúng ta cùng tính bằng những con số cụ thể. Nãy là những cái câu chuyện, vậy thì bây giờ chúng ta thử tính trên những con số cụ thể xem nó như thế nào. Đấy, bây giờ ví dụ như là một số những cái tập đoàn. Trước khi lên sàn này thì cả nhà thử tính xem nó chênh lệch gấp bao nhiêu lần. Thì Đỗ Xuyên vừa tính ra thì nó lên tăng trưởng nó gấp tới 900 lần, kinh khủng khiếp. Ví dụ như chúng ta đầu tư 1 tỷ vào Amazon thì chúng ta lên sàn là chúng ta có tới 900 tỷ, đúng không ạ? Gấp tới 18 lần cơ mà. Hay là Apple chẳng hạn, Apple là 0,06 đô, nó lên sàn 22 đô. Và Apple thì Đỗ Xuyên tính ra nó tăng trưởng tới 366 lần. Ví dụ như chúng ta đầu tư 1 tỷ thì nó lên sàn là chúng ta có tới 366 tỷ. Đấy. Và Apple thì trước đây khi mà Nokia còn đang ở trên đỉnh
Thì Apple nó đời sau thì nghe Nokia nói rằng là nhãi nhép mà lại dám là tuyên bố rằng là sẽ chiếm lĩnh cái thị phần smartphone đấy. Thế nhưng mà sao? Bởi vì là Apple nó đời sau ban đầu chỉ là một cái tập đoàn tí hon thôi. Thế nhưng mà nó cung cấp nhiều cái tính năng, tích hợp nhiều cái tính năng trong một cái điện thoại Apple, cả nghe nhạc rồi cả xem phim rồi cả chụp ảnh, có rất là nhiều tính năng như thế. Còn Nokia thì lúc đó là một cái tập đoàn khổng lồ nhưng mà vẫn bị sụp đổ đấy. Và Apple ra đời sau nhưng nó có nhiều tính năng hơn so với cái Nokia, và nó được được người dùng ưa chuộng và người dùng sử dụng. Vậy thì nếu như mà chúng ta cái gì ra đời sau mà nó lại phục vụ, nó có nhiều tính năng hơn mà chúng ta đầu tư vào, thì chắc chắn rằng là trong tương lai là chúng ta cũng thắng là hoàn toàn, hết sức bình thường, đúng không ạ? Đấy, những cái tập đoàn như vậy thì cứ xuyên qua những cái câu chuyện mà ví dụ về đầu tư trước IPO vậy, thì quý cô chú anh chị hay là các anh chị em ở đây có thể là đưa ra cái nhận xét trở thành triệu phú tỷ phú là dễ hay là khó, và cần những cái yếu tố gì để mà giúp cho chúng ta trở thành triệu phú tỷ phú. Đó, thì cả nhà cùng nhau thảo luận một chút thì chúng ta sẽ nghỉ. Đầu tiên là xin mời chị Dịu. Theo chị Dịu thì qua những cái câu chuyện mà đầu tư siêu lợi nhuận như vậy mà có thể mà giúp cho những cái người mà nắm giữ cổ phần ấy có thể chạm tay tới cái mức là hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ như vậy, thì họ phải có một cái bí quyết gì đó để chúng ta học hỏi. Nếu như có cơ hội như vậy mà chúng ta cũng kiên định như họ thì chúng ta nắm giữ thì chắc chắn là chúng ta có cơ hội để bước chân vào giới tỷ phú và triệu phú. À, thì em mời chị Dịu ạ. Cảm ơn cô Xuyên đã cho chị được chia sẻ đầu tiên về cái phần này. Thì cũng khi mà bước chân được vào cộng đồng của những con người mà yêu công nghệ và yêu cái mảng về đầu tư này, thì như anh Huy đã nói về phải tìm hiểu bốn cái loại cổ, và Diệu thấy là nếu như mà cứ làm công ăn lương hay là làm chủ tư, hay mình cũng không có tầm để làm giám đốc, đúng không, thì rất là khó. Thế nhưng mà để bước chân vào cái giới gọi là siêu giàu, thực sự cái bí quyết nó không phải là khó. Bí quyết của giới siêu giàu đó chính là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Đấy. Mà trước kia thì mình cứ nghĩ là à, cái mảng đầu tư này nó chỉ dành cho những người giàu thôi. Còn những người như mình, thu nhập mức bình thường như mình thì làm sao có thể với tới. Cho nên là nó mặc định trong đầu như vậy, nên là không bao giờ mém, tức là nghĩ đến mà bén mảng đến nó. Thế nhưng cũng rất tình cờ, và có lẽ là cái khao khát đủ lớn cho nên là cái duyên cái phúc của mình, nên mình đã may mắn biết đến cái lĩnh vực này. Thế và thực sự đầu tư không khó. Mình có đã những có cái buổi mà chia sẻ ở trên cái trang Facebook của mình, những cái buổi live là đầu tư khó hay dễ. Đầu tư không hề khó, cái khó chính là ở cái suy nghĩ của mình ấy. Mình cứ nghĩ là nó khó thôi, chứ còn với cái đồng tiền các bạn thấy là góp vốn ban đầu nó đều dưới 1 đô hết, 50 đô, có những cái thương vụ 50 đô đã có thể sở hữu cổ phần rồi. Đấy. Cái vấn đề là tại vì chúng ta không tìm hiểu, chúng ta không đặt tâm ở đây, chúng ta sẵn sàng đi làm thuê cả đời mà chúng ta không dành ra 1 tiếng, 2 tiếng để tìm hiểu. Ví dụ như trong cái buổi chia sẻ hôm nay, những cái thương vụ như thế thì tất cả đều gọi vốn đều dưới 1 đô hết mà, chứ đâu có phải là nhiều nhặn đâu ạ. Và bây giờ với cái chương trình là crowdfunding huy động vốn cộng đồng ấy, thì nó mở ra một cơ hội rất lớn cho những người bình thường nhất cũng có thể tham gia để góp vốn, để trở thành cổ đông được, để có thể sở hữu cổ phần được. Và có rất nhiều điểm muốn nói nhưng mà chỉ chốt lại một câu thế này: đầu tư không dễ, à không khó, đầu tư không khó, quan trọng là mình phải dành thời gian mình tìm hiểu nó, mình có được cái tiêu chí để mình đầu tư không bị mất tiền, không bị rơi vào các cạm bẫy, và nó có cái tiêu chí đầu tư. Đấy, thì chắc chắn là Đỗ Xuyên sẽ và tất cả các anh chị em trong đây sẽ có những cái buổi chia sẻ về các tiêu chí đầu tư, chỉ gửi gắm đến tất cả các cô chú anh chị em một cái câu, đó là đầu tư không hề khó, chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu, để nắm được bí quyết của giới siêu giàu, để dịch chuyển sang góc phần tư của kim tứ đồ, để chúng ta trở thành những nhà đầu tư thông thái. Vâng ạ, cảm ơn chị Dị. Ý kiến của chị Dị là đầu tư không khó. Thế thì cái khó ở đây, nhưng mà tại sao không khó như vậy? Mà tại sao lại nhiều người chúng ta lại không dám đầu tư? Vậy thì cái lý do ở đây đó là gì? Mà tại sao mà đầu tư dễ như vậy, mà tại sao mà chúng ta lại không có nhiều triệu phú, tỷ phú? Và tại sao chúng ta lại không có nhiều người giàu như vậy? Thì cái lý do ở đây là gì? Em mời anh Huy nào. Quá đơn giản.
em Diệu bảo không khó thì anh Huynh nói ngược lại là à nói quá đơn giản. Vì sao? Thứ nhất, đầu tư là phải bỏ tiền ra trước, đúng không? Đó. Và thu lợi kết quả sau. Thứ hai, phải có thời gian nữa, đúng không? Thế biết tiền. Đúng không? Tiền thì bây giờ mỗi tháng tôi chỉ tiết kiệm lấy một đô thôi. Đúng không? Thế thì 12 tháng tôi được 12 đô. Một năm tôi được 12 đô. Nhưng nếu cái nguyên tắc của 6 lọ tài chính thì ông đi làm 20 năm rồi, ông nhân lên. Đấy, nói vui như thế. Vậy với cái số vốn nhỏ như thế thì ai cũng làm được. Nhưng làm thế nào? Trong cuốn dạy con làm giàu có đôi ba thứ, ba chữ K. Thứ nhất là có kiến thức. Nói chỉ nói, chính vì không có kiến thức chưa hiểu nên là nhiều người sợ, đúng không? Đấy. Thứ hai, cái kỹ năng. Kỹ năng ở đâu học? Ngay ông Warren Buffett này, đúng không? Hoặc là như là tỷ phú Robert Kiyosaki, đúng không? Khi mà bạn nhìn thấy khi bạn biết là dòng tiền thế giới đang đổ về đâu, bạn chỉ đến trước đó một bước thôi thì bạn trở nên giàu có. Mà bước đến đấy thì là mình chỉ có mang một thêm một ít tiền thôi, không cần mang nhiều. Nếu muốn giàu vừa thì mang ít tiền đấy. Hoặc là khi bạn thấy một công ty tốt, Warren Buffett đúng không, đấy, đang chào bán với giá chiết khấu, thấy tốt rồi mà bán chiết khấu thì không khác là bạn đào thúng mảnh dầu. Cứ theo cái ông huyền thoại đầu tư Warren Buffett, thấy mà làm có cái gì. Và cái thứ ba là phải có khoản tiền dư. Nói gì nói nhưng mà không có một tí tiền dư nào. Ví dụ như Huy nói nhưng mà có chỉ vàng đấy. Đợt trước bố Huy cũng thế, về bảo bố con cần một chỉ vàng, con không lấy của bố đâu, không vay, không xin, đầu tư cho bố. Úi giời, cái gì ấy, chỉ vàng mẹ mày đi, người ta lừa mất. Nhưng bố lại mua rồi, đưa luôn. Đấy. Nhưng mà đấy là niềm tin vay mượn. Thôi thì bố con thì không ai ấy. Nhưng vậy là thứ nhất, cái khó nhất là chúng ta cần có kiến thức. Và kiến thức ở đâu á, thì Huy cũng hy vọng là Đỗ Xuyên, anh Tám, em Diệu, Toàn Dung và Hồng Sinh và Xuân Huy, chúng ta tập hợp với nhau hàng ngày, chúng ta đọc sách để mang những kiến thức này, không phải để dạy cho xã hội, không dạy ai cả, chia sẻ lại những gì mình biết. Nó không được 10 thì được 7, không được 7 được 6, không được 6 được 5. Chia sẻ lại cho những người mà chưa biết. Còn những người giỏi hơn rồi thì họ comment dưới Facebook này để mình lại học hỏi thêm, đúng không? Xã hội học tập cơ mà. Đó. Và cái khoản tiền dư này thì đương nhiên ai cũng có. Nhớ là ai cũng phải tiết kiệm lại ít nhất 10% dành cho nó, để trồng cây na, để ăn quả, mai sau về già trồng cây mít, đấy, để trồng cây xoài, đấy, bóng mát để trồng cây xôi, kiểu như vậy. Đó, thế nên là cái thứ mà đúng là gánh nước thì chúng ta không quên đảo như vậy. Vậy chốt lại, trả lời Đỗ Xuyên câu hỏi đó là phải có kiến thức. Kiến thức ở đâu? Trên mạng đầy. Một tháng 165.000 wifi, học ngày học đêm, cứ cái gì giàu giàu đánh vào. Thế là học được hối luôn. Người ta đề cập mà bây giờ trí tuệ nhân tạo AI, bạn thích cái tìm kiếm cái gì nó đề cập luôn. Đấy, dễ không? Dễ nha. Kiến thức là dễ rồi này. Đấy. Còn kỹ năng thì đấy, cái ông trên cái video người ta cũng dạy kỹ năng. Và trong nhóm này thì hy vọng là chia sẻ một số kỹ năng. Đó. Và thứ ba là khoản tiền dư. Thì người ta nói là tiền, đúng không? Làm việc như Đỗ Xuyên mạo video trước. Không, tức là nó làm việc không biết mệt mỏi. Mình làm việc chỉ 8 tiếng là mệt rồi. Nhưng tiền của bạn làm việc không biết mệt mỏi. Vậy tiền chính là cái người mà mình kiếm được nó, như mình cũng nói nặng là nó như nô lệ. Còn nói nhẹ, thân thiện nó như là người bạn đồng hành của chúng ta ấy, thì nhờ nó làm việc bớt đi. Mình đừng cái như kiểu mình gọi là đừng cái bóc ngắn cắn dài. Ví dụ năm lương 5 triệu là cắn hát 7 triệu, thế là bị âm 2 triệu. Mà năm ăn 4, đúng không? Để ra 1 hoặc là để 10% là 500. Đấy, thế thôi. Bạn tiền ơi, bạn đi làm hộ tôi với. Tôi có kiến thức như này rồi, tôi tìm hiểu kỹ rồi, tôi thấu hiểu rồi. Bạn sẵn sàng là phải người tiên phong đi làm việc cho tôi, để cho tôi có cái dòng tiền F3, hay nó khác là cái nguồn nước mà khi đào xong cái giếng. Đơn giản thế thôi. Đấy, vậy nói theo câu của em Dị là đầu tư rất dễ, chỉ cần có ba cái thứ nhẹ nhàng như vậy thôi. Thế còn nếu mà các bạn ở đây, mình có như là Đỗ Xuyên, có một cái nhóm đọc sách cực kỳ giá trị, cực kỳ hợp pháp, cực kỳ tuyệt vời, mà cực kỳ đoàn kết và thân thiện, các bạn muốn comment dưới vào đây nhóm chúng tôi đọc sách cùng nhau, cùng chia sẻ cuộc này. Văn bản
9999 đấy của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký là nền kinh tế chia sẻ. Huy nhớ lắm. Ok, cảm ơn. Vâng ạ, em cảm ơn anh Huy và em cảm ơn chị Dịu. Ý kiến của anh Huy và ý kiến của chị Dịu thì là bảo là dễ, nhưng mà ý kiến của em thì là bảo không dễ. Nếu mà dễ thì chắc chắn rằng là cái tỷ lệ mà những cái người dân trở thành giới siêu giàu có thể chạm cái mức 100 tỷ nghìn tỷ nó là rất là nhiều rồi, nhưng mà rất là ít người có thể chạm được cái điều đó. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là thực sự là trước đây thì chúng ta không có cơ hội để mà nắm giữ cổ phần của những cái tập đoàn tiềm năng như vậy. Như lúc trước anh Huy cũng đã phân tích rằng là chúng ta nó có những cái điều kiện khắt khe, vô cùng khắt khe. Đó là sân chơi của những người giàu. Chúng ta, những cái người tầng lớp nghèo, tầng lớp trung lưu, chúng ta không thể nào với bước chân vào được. Cho nên nó rất là khó. Nhưng mà ngày nay nhờ cái hình thức huy động vốn cộng đồng mà chúng ta có cơ hội để bước chân vào sân chơi của giới siêu giàu. Nếu như chúng ta có cơ hội bước chân vào sân chơi của giới siêu giàu thì đương nhiên là chúng ta cũng có thể là có những cái khoản lợi nhuận siêu lợi nhuận như thế. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mà mọi người có rồi mà mọi người vẫn không thể nào nhìn ra. Bởi vì gì? Bởi vì trong đầu tư 95% nhìn bằng đầu óc và chỉ có 5% nhìn bằng mắt thường thôi. Và hầu hết thì chúng ta bị cài đặt cái đài đặt cái niềm tin giới hạn ở bên trong mình, bị ảnh hưởng bởi cái tiềm thức của cha ông ta để lại, bởi những cái người xung quanh, bởi báo chí truyền thông, nó đã ngăn chặn chúng ta chạm tay đến cái cơ hội siêu lợi nhuận mà ngay ở bên cạnh mà chúng ta không biết. Đấy, đấy là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai nữa đó là gì ạ? Cái lý do thứ hai nữa là mọi người nghĩ rằng là cái việc học này nó là chỉ ở học ở trong trường học thôi. Còn coi như học xong trường học rồi là ra rồi là không cần phải học hành gì nữa. Nhưng mà cái trên cái thực tế thì làm sao? Trên cái thực tế thì để trở nên giàu có thì chúng ta phải có cái kiến thức của những người giàu, phải có tư duy, phải có suy nghĩ của những người giàu. Mà những cái tư duy, cái suy nghĩ của những người giàu không dạy ở trong trường học. Và cái khó nhất để ngăn cản đó là cái suy nghĩ, cái tư duy. Thì luyện cái tư duy, cái suy nghĩ đâu? Đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải luyện, chúng ta phải có khát khao ở bên trong đã. Chúng ta phải có cái niềm tin mà chúng ta đi tìm kiếm cơ hội đã. Nếu như không có khát khao, không có niềm tin thì chúng ta cũng không thể nào đi tìm, ngồi, chịu khó để đọc những cái cuốn sách người giàu được. Để mà chuyển đổi cái suy nghĩ của mình thì cái cách tốt nhất đó là gì? Mỗi ngày chúng ta rót một ít để chúng ta chuyển đổi dần. Nhưng mà rất là ít người, 20% trong số người dân Việt Nam dành mua để dành tiền để mua một cuốn sách. Và 20 trong số 20% những người mua sách đó chỉ ngồi để chịu đọc sách để chuyển đổi cái tư duy của mình. Cho nên cái cơ hội dù có dễ đến thế nào cũng không thể nào nhìn ra. Và một cái lý do nữa đó là gì ạ? Đó là trong những cái câu chuyện ở kia là sao ạ? Trong cái câu chuyện kia là có những cái thương vụ, những cái công ty vẫn đang thua lỗ triền miên nhưng người ta vẫn đầu tư. Có những người ta 99% bỏ cuộc, chỉ có 1% đó là gì ạ? Đó là cái cô ấy vẫn kiên định, kiên trì và bền bỉ. Và có những cái người trong cái câu chuyện đó gì, khi mà nhiều người còn chưa nhìn ra mà ông Lý Hoa Thành ông ấy đã nhìn ra. Hay là trong cái trường hợp mà công ty gặp khó khăn thì sẽ có nhiều người bảo ôi công ty gặp khó khăn thì làm sao mà dám đầu tư vào. Cho nên là nó vẫn phải rất là không hề đơn giản. Chúng ta tưởng là đơn giản nhưng không hề đơn giản để mà nắm bắt, để mà chạm tay cái ngưỡng là có thể 100 tỷ, có thể 1000 tỷ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta khát khao, chúng ta mong muốn rằng là chúng ta có cái mục tiêu rằng sẽ có trong tay hàng 100 tỷ, hàng 1000 tỷ thì những cái cơ hội trong lịch sử đã trôi qua rồi. Nhưng mà lịch sử có tính chất lặp lại, sẽ có những cái cơ hội, những cái thương vụ mà trong cái hành trình của chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý cô chú anh chị để giúp cho quý cô chú anh chị có thể chạm tay cái mức 100 tỷ, cái mức 1000 tỷ. Nhưng mà cái hãy theo dõi hành trình của chúng tôi thì quý cô chú anh chị sẽ biết được tại sao mà chúng ta lại có cái cơ hội nắm giữ trong tay hàng trăm, hàng nghìn tỷ. Từ cái số tiền nhỏ, rất là nhiều các tỷ phú, triệu phú đều xuất thân từ những cái người hết sức bình thường và họ nắm bắt được cơ hội, họ trở thành tỷ phú, triệu phú. Còn nếu như mà chúng ta mà không biết nắm bắt thì mãi mãi cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi và chúng ta vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn suốt cả cuộc đời. Vậy thì buổi live stream hôm nay thì cũng khá là dài rồi, thì các anh chị em có lời gì nhắn nhủ với những người đang xem live không để chúng ta kết thúc buổi Zoom ở đây ạ? Cảm ơn chị Đỗ Xuyên và cảm ơn tất cả các anh chị em. Trước khi kết thúc buổi live, Hồng Sinh cũng muốn chia sẻ một chút, đúng không các anh chị? Cái câu chuyện mà chị à,
Chị Diệu, anh Sơn Huy nói là dễ thì theo học sinh nghĩ như này, nếu như chúng ta biết thì nó là dễ, nếu như các anh chị hiểu rõ được cái quá trình từ buổi thứ một đến buổi thứ sáu và các anh chị làm theo như vậy thì học sinh nghĩ là dễ, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta không biết và chúng ta không học thì chúng ta sẽ là khó. Nếu như chúng ta muốn trở nên giàu có thì việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải học theo cách tư duy của những người giàu. Học được cách tư duy của những người giàu rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ phải hành động theo cái cách làm của những người giàu, đúng không ạ? Chơi với 5 người giàu thì chắc chắn mình sẽ là người giàu thứ 6. Chơi với 5 người có tư duy nghèo thì hiển nhiên mình sẽ là người tư duy nghèo thứ 6. Vậy nên là chúng ta muốn trở nên thành công và giàu có thì việc đầu tiên chúng ta phải có cái khao khát và mong muốn đủ lớn. Việc thứ hai là chúng ta phải hành động quyết liệt và làm theo cái cách làm của người giàu. Và các anh chị cũng biết cái quy tắc 6 chiếc lọ đấy ạ. Hãy trích cái tiền từ quỹ tự do tài chính mang đem đi đầu tư thì các anh chị sẽ có tiền và các anh chị đầu tư đúng cái cơ hội giống như cô Tông Huyên Hông. Và việc của anh chị chỉ cần là chờ đợi ở lại đủ lâu thì chắc chắn các anh chị sẽ trở nên thành công và giàu có và sẽ đạt được cái mức như là 100 tỷ và 1.000 tỷ như là chị Đỗ Xuyên vừa chia sẻ, đúng không ạ? Dạ vâng, Hồng xin thấy đoàn Dung cũng vừa giơ cánh tay thì xin mời đoàn Dung có cái nhắn nhủ gì với tất cả quý cô chú anh chị thì chúng ta sẽ kết thúc buổi live ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn chị Hồng Sinh, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe, cũng như là anh Xuân Huy cũng như chị Dịu và mọi người đã chia sẻ. Thì thật sự ở đây là nghe thấy anh Huy nói rằng là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký, đó là xác lệnh, đó là một cái đó là nền kinh tế chia sẻ, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn được sống trong một cái thời đại, đó là thời đại công nghệ 4.0, 5.0 ra đời rồi. Vậy thì trước đây chúng ta chưa được chạm tới, đó là cái một cái khối tài sản trong tương lai của mình có thể lên đến hàng nghìn tỷ. Vậy thì khi chúng ta đã hòa nhập vào cái nền kinh tế, đó là nền kinh tế chia sẻ rồi, vậy thì chúng ta hãy cho phép bản thân mình để mình cũng có thể là hòa nhập giống như là nền kinh tế ngày hôm nay. Còn nếu như chúng ta đó là lựa chọn giống như chị Xuyên nói rằng là không hề đơn giản, bởi vì cái nỗi sợ, bởi vì cái sự hoài nghi, bởi vì là cái môi trường, bởi vì cái tâm thức của chúng ta, cái cội rễ, cái nguồn gốc của chúng ta, đó là nó, chúng ta có quá nhiều cái thứ là nó khó khăn trong cuộc sống rồi thì nghĩ rằng những cái thứ ngon ăn ở trên xã hội này không đến lượt mình, thì chắc chắn một điều rằng cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Vậy thì thay vì là cũng là suy nghĩ, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ ở đây là tìm hiểu đi, nó cũng không mất một cái gì, đúng không ạ? Nghe để hiểu, giống như anh Huy nói rằng là có kiến thức này, có kỹ năng này, hay là chúng ta ở đây là chúng ta có được những cái 3K đấy thì rồi chúng ta sẽ tự tin với những cái cơ hội, rồi thì tự tin với những cái điều mà nó sẽ đến với cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ thay đổi cuộc sống này và tương lai chúng ta cũng có cái khả năng ở đây, đó là có thể sở hữu được một khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, giống như những công nhân dọn vệ sinh này, giống như những kỹ sư này, những cái thương vụ đấy, đúng không ạ? Đó là một trong những cái cách mà giúp cho chúng ta trở nên giàu có và thịnh vượng. Và đoàn Dung cũng xin phép được chia sẻ như vậy. Thì xin mời anh Xuân Huy tiếp nối ạ. Xin phép được nói chia sẻ lời cuối cùng trong buổi live stream ngày hôm nay. Thực ra thì đấy, nói khó hay dễ thì Huy lại có một cái câu chuyện, tức là nói về tức là nghe thích rồi, đúng không? Nhưng mình nói câu chuyện về giấc mơ, có ba cái dạng mơ, đúng không? Tiền ai cũng thích, nói đến là thích rồi, nói nên nếu là Huy là người xem live stream cũng thích. Nhưng mà mơ ấy, mà nằm trên giường ấy, tỉnh dậy ấy, hết, đúng không? Ta mơ ta có 100 tỷ, 1.000 tỷ, nhưng tỉnh dậy hết luôn đấy, thì đấy là mơ ngủ. Thế còn mơ mà thấy thế tỉnh dậy, bước xuống đi tạo dựng ước mơ cho mình, nhưng mà ngã một phát thôi quay về vào một cái loại một ước mơ ấy. Tại sao cái cô run run gì đấy, Hồng gì đấy, đúng không? Cô Hồng cô kiên quyết để cô ấy đạt được cái điều đó, thì đó là giấc mơ, hành động bất chấp luôn sợ hãi để đạt được giấc mơ đó. Ngẫm lại cuộc đời mình như vậy, ngã bao nhiêu phát, đứng bao nhiêu lần, bước đi tiếp. Đấy chính là cái câu chuyện có thể truyền động lực cho tất cả nhà mình. Bởi vì trên Facebook này rất nhiều anh em bạn bè, thậm chí bố mẹ anh, các con, các cháu, nó có Facebook mình hết. Nhưng đó là con người mà nhất nhất người ta là không đạt được, kể cả nhất thì chết,
Thì quan trọng đấy mới chính là giấc mơ mà chúng ta mơ con người. Chúng ta ai cũng có một năng lượng, có một cái nghị lực tạo hóa đã ban tặng ta, nhưng ta phải phát huy nó rằng bên bên trong hết tầm là phải đạt được bằng cách thứ ba, hành động bất chấp nỗi sợ hãi và để không sợ hãi. Nó như người võ sĩ già lên lên võ đài ấy, họ phải rèn luyện rất là lâu, phải có cái sức mạnh rất là tốt trong cái nghề người ta làm, như những cầu thủ đá bóng cũng vậy, vậy phải rèn giũa để mình có một cái kiến thức chuẩn để không bị bởi cái cuộc đời này. Như Dung nói 4.0 nó đã nhiều cái tệ nạn lừa đảo như thế này, 5.0 nó còn kinh khủng hơn nữa, và mai sau khoa học lượng tử nó ra đời nó còn kinh khủng hơn nữa. Vì vậy chúng ta cập nhật đó để chúng ta sẵn sàng làm những cái người chiến đấu vì giấc mơ của mình bằng đúng cái năng lực của mình, đừng tin bố có đằng nào hết đó. Đấy là mình chia sẻ tối cuối cùng như vậy. Thế còn chia sẻ đây là anh em chia sẻ rất chân tình, nhiệt huyết bằng những gì mình có thôi. Chẳng lên đây để làm gì, đáng những thời gian đó mọi người còn đi hát karaoke, đi ngủ cuối tuần vân 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 vân, nhưng đây anh em chúng em anh chị em đây chia sẻ một cách rất chân tình và mong mọi người đi hành trình cùng chúng em chúng tôi cho đến hết chặng đường này. Cảm ơn. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Huy đó. Và tất nhiên rằng là trên cái hành trình làm giàu là một chiến binh, thực sự là làm giàu là một chiến binh, chúng ta phải can đảm, chúng ta phải dũng cảm, chúng ta cần phải trả giá rất là nhiều. Chúng ta chỉ thất bại đấy là không phải là thất bại, đó chỉ là cái sự phản hồi lại để chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta thấy được rằng cái đường đấy đi nó không đúng. Và chúng ta cũng đã trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta đã được thấy được cái kết quả của những người giàu, người ta là như vậy. Đây, để có kết quả như những người giàu như vậy thì chúng ta hãy học cách sao chép cách nghĩ của những người giàu, chúng ta hành động như những người giàu và chúng ta cũng sẽ có kết quả mà người giàu đã có đó. Và một lần nữa thì Đỗ Xuyên biết ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi livestream buổi hôm nay của các anh chị em trong câu lạc bộ, và cảm ơn tất cả cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào buổi livestream ngày mai. Chào tất cả cô chú và anh chị đã tham gia buổi livestream, rất là biết ơn, và chúng ta hẹn gặp lại trong buổi ngày mai.